Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung sau đây. Đẩy mạnh quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Sau đây là nội dung chuyên mục. Hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển, trở thành phương thức kinh doanh, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, là kênh phân phối quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người dân và góp phần phát triển các dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán điện tử. Cục Thuế Thanh Hóa đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn quản lý. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng cao của người tiêu dùng, doanh nghiệp này đã nhanh chóng xây dựng website, app bán hàng và tham gia trên các trang thương mại điện tử. Từ ứng dụng thương mại điện tử, thông tin về sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi đều có trên website của công ty và các trang mạng xã hội. Hàng ngày, nhân viên của công ty tương tác với khách hàng chủ yếu cũng qua các trang mạng hoặc website. Với những ưu thế công nghệ số mang lại cho doanh nghiệp, doanh thu có sự tăng trưởng qua các giao dịch trực tuyến. Bên cạnh đó, mô hình còn giúp doanh nghiệp giảm tối đa tiền thuê nhân công, mặt bằng, mang lại giá cả hợp lý cho khách hàng. Chúng tôi cũng có những cái cũng mở rộng những cái sàn thương mại điện tử như TikTok, Zalo, Shopee để đưa tất cả các mặt hàng của mình lên trên tất cả các sàn thương mại điện tử đó và đến gần với người tiêu dùng hơn. Về cái doanh số của các nền tảng thương mại điện tử chúng tôi đang đưa vào thực hiện thì nó đã nắm khoảng tầm 2-30% trong cái tổng số doanh thu năm 2023. Theo báo cáo của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, thương mại điện tử ở Việt Nam 10 năm qua đã phát triển mạnh mẽ với tốc độ từ 16-30% một năm. Doanh thu bán lẻ năm 2023 tăng 25% so với năm 2022, đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử gắn liền với sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực liên quan, dịch vụ thanh toán và hoàn tất đơn hàng tăng trưởng nhanh chóng với công nghệ hiện đại đã góp phần thúc đẩy thương mại điện tử nói chung và bán lẻ trực tuyến phát triển mạnh mẽ. Dự báo, doanh số thị trường thương mại điện tử năm 2024 tăng khoảng 35% so với năm 2023. Từ khi mà kinh doanh online ấy, thì mình cảm thấy rằng là cho qua cái thời gian là 6 tháng đầu năm vừa rồi ấy, thì bên mình doanh thu đã tăng lên rất là nhiều. Mình tiếp cận được rất nhiều khách hàng và rất nhiều khách hàng mới để đến với mình. Đấy, và rất nhiều những khách hàng mà người ta không biết đến cửa hàng của mình, nhưng khi người ta tiếp cận của mình ở trên các nền tảng mạng xã hội hoặc là trên các sàn thương mại điện tử thì người ta thấy rằng như thế và người ta đến cửa hàng offline của mình để người ta xem. Thì khi người ta xem cái sản phẩm của bên mình thực sự là tốt rồi, người ta sẽ gắn bó thực sự là lâu dài. Tuy nhiên, phát triển nhanh chóng, bùng nổ cùng nhiều hình thức mới của thương mại điện tử trong thời gian qua đã và đang đặt ra những thách thức mới đối với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế. Đó là khả năng quản lý đầy đủ các nguồn thu, xác định đối tượng nộp thuế, xác định được căn cứ tính thuế, phân biệt rõ loại thu nhập làm cơ sở đánh thuế, kiểm soát giao dịch kinh doanh để quản lý đối tượng thu thuế và việc kiểm soát dòng tiền cũng không dễ dàng. Khó khăn lớn nhất là xác định được đối tượng và nghĩa vụ thuế cho họ. Thì với hai nữa là cái người kinh doanh thương mại điện tử thì họ nắm bắt về chính sách pháp luật thuế và ý thức chấp hành đang còn hạn chế. Cái hoạt động thương mại điện tử thì nó là một hoạt động trên môi trường mạng và xuyên biên giới. Các cái thông tin ở trên đăng ký với các nhà mạng của họ thì thường là những thông tin chưa chính xác, thực sự chính xác hoàn toàn. Nhiều cái thông tin ảo dẫn tới trong quá trình rà soát kiểm tra của cơ quan thuế còn gặp nhiều khó khăn trong công tác liên hệ, mời làm việc và đấu tranh về các cái khoản doanh thu và xác định nghĩa vụ thuế. Để quản lý thuế qua hoạt động thương mại điện tử, hiện nay ngành thuế tiếp tục thực hiện các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định, đồng thời phối hợp với các ngành đơn vị liên quan tăng cường trao đổi kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu, xác định các cá nhân tổ chức kinh doanh thương mại điện tử, phòng ngừa các hành vi gian lận trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử. Cục thuế cũng đã chủ động xây dựng cái ứng dụng công nghệ thông tin để mà tra cứu, thiết lập hồ sơ dữ liệu đối với hoạt động thương mại điện tử để có cơ sở để làm việc với các cái cá nhân hộ kinh doanh về thương mại điện tử trên địa bàn.
và trong quá trình quản lý cũng đã ban hành, thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc kiểm tra các đơn vị thực hiện cho nó nghiêm túc công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử. Trong quá trình quản lý thương mại điện tử thì tựu chung lại, chúng tôi đã căn cứ vào các cái hoạt động đặc điểm đặc thù của thương mại điện tử để phân loại thành các cái nhóm để mà chúng ta quản lý thương mại điện tử cho nó hiệu quả. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế qua thương mại điện tử, từ năm 2023 đến nay, ngành thuế Thanh Hóa đã thu thập được thông tin 109 cá nhân từ nhóm kinh doanh hàng hóa dịch vụ xuyên biên giới, thu nộp ngân sách nhà nước 3,7 tỷ đồng. Ngành đã rà soát, kiểm tra được 338 cá nhân có giao dịch lớn trên sàn thương mại điện tử từ nhóm kinh doanh trong nước, thu nộp ngân sách nhà nước 4,5 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2024, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các giải pháp về hóa đơn điện tử đối với các giao dịch thương mại điện tử, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, livestream bán hàng. Thưa quý vị và các bạn, tài nguyên khoáng sản như đất san lấp, cát xây dựng, đá nguyên liệu đang ngày càng khan hiếm, đội giá, dẫn đến nhiều doanh nghiệp cá nhân có hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật về tài nguyên khoáng sản. Hơn lúc nào hết, vai trò, sự giám sát quản lý chặt chẽ từ các cấp chính quyền địa phương sẽ góp phần đưa hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản đi vào nề nếp. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại của công ty Việt Lào tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xử lý các vi phạm của đơn vị đảm bảo theo quy định. Thời gian tạm dừng khai thác kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2024. Văn bản cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành đơn vị liên quan cho việc hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm tại mỏ đất, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại, công ty Việt Lào đã dừng hoạt động khai thác. Công ty cũng cam kết hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu của các ngành đơn vị liên quan. Trong quá trình hoạt động thì ít nhiều công ty cũng có một chút vi phạm, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện và sự giám sát của Ủy ban Nhân dân Hợp Thắng, và chúng tôi thực hiện nghiêm túc và không để cái tình trạng này xảy ra này. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 300 mỏ khoáng sản đang hoạt động, góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định và là nguồn cung ứng vật liệu chủ yếu cho xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật như khai thác vượt ra ngoài mốc giới được cấp phép, khai thác không đúng trình tự, phương pháp, chưa đúng thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt. Bên cạnh đó, còn tình trạng một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác, vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường. Một số hộ dân còn lợi dụng việc san gạt đất trồng cây lâm nghiệp tại đồi rừng để khai thác đất trái phép. Đối với xử lý về cái hành vi vi phạm khai thác tài nguyên khoáng sản thì rất như là khó, bởi vì nó còn liên quan đến vấn đề xét nghiệm đấy, thế rồi là phân loại đất, loại khoáng sản. Thế thì cái thứ hai là thẩm quyền của xã, thì mức phạt cao nhất của chủ tịch ủy ban xã thì chỉ dừng lại ở mức độ tối đa là 5 triệu đồng thôi. Đối với hành vi vi phạm của người dân mà làm biến dạng hoặc là hủy hoại cái đất lâm nghiệp được giao đấy thì cũng rất như là khó, bởi vì cái thời gian người dân thực hiện thì nó cũng đã từ lâu rồi, việc khai thác thì nó vẫn nhỏ lẻ đấy của các hộ dân, và thời gian có lẽ là nó cũng diễn biến tương đối dài. Về nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, hiện nay các ngành đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và thường xuyên tổ chức các đợt thanh kiểm tra để phát hiện kịp thời các sai phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị đang tiếp tục ra soát lại các quy định pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm người quản lý lẫn đối tượng bị quản lý trong lĩnh vực này nếu để ra sai phạm. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.